Xin chào tất cả các khách hàng đang theo dõi livestream trực tiếp từ phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ Nguyễn Du. Hiện nay thì bác sĩ Mai đang livestream trực tiếp ca tạo mắt hai mí. Ca tạo mắt hai mí cho một em khách hàng nha. Thì bác sĩ Việt đang thực hiện đến những cái khâu cuối cùng của tạo mắt hai mí. Thì thường thì tạo mắt hai mí sẽ được thực hiện là nó là một tiểu phẫu, thực hiện khoảng 30 đến 45 phút. Khi thực hiện xong thì mình đi về, mình vẫn đi đứng làm việc bình thường nhẹ nhàng ha, chứ không cần phải nghỉ ngơi nằm một chỗ gì đâu nha mọi người. Và khi mà thực hiện một cái ca dịch vụ tiểu phẫu như thế này á, thì mọi người cũng chú ý là nên được bác sĩ trực tiếp thực hiện nè, là một cái. Thứ hai là thực hiện trong một cái phòng phẫu thuật được chuẩn y tế, là mọi người sẽ có được những cái dụng cụ vô khuẩn nè, rồi sát khuẩn luôn không khí này nọ rồi ha. Mọi người nhìn lên thì phía trên nó có cái đèn cực tím á. Sau mỗi một ca phẫu thuật thì các bạn điều dưỡng là sẽ thay dụng cụ và bỏ những dụng cụ cá nhân riêng, hoặc là mọi người sẽ sát khuẩn cái không khí vệ sinh phòng nha. Mặc dù là dịch vụ tiểu phẫu nhưng mà có liên quan đến máu thì mọi người cũng quan tâm về vấn đề an toàn về khi mà làm đẹp nha. Còn bây giờ thì mọi người quan tâm về dịch vụ tại sao lại là cắt tạo mắt hay mí ha. Thì thường thì nếu như mà khách hàng á, mọi người sẽ thấy là cái mắt một mí thì lúc nào nó cũng hơi nhỏ và nó không được vui. Không được vui lắm so với mắt hai mí. Nhưng mà mọi người rất là sợ khi mà tạo mắt hai mí, khi tại vì bây giờ có xu hướng là tạo mắt hai mí rất là to hoặc là rất là sâu thì nó cảm giác là nó hơi bị trợn hoặc là hơi bị dữ. Thì tùy theo sở thích từng khách hàng và cái môi trường làm việc cũng như là ngành nghề, sở thích của khách hàng mà người ta sẽ chọn, hoặc là bác sĩ sẽ chọn một cái mẫu mắt nào phù hợp với ngành nghề, sở thích nè, gương mặt của mỗi khách hàng để mà tư vấn và thực hiện dịch vụ cho khách hàng đó. Cho nên là mọi người yên tâm nha, chứ không phải ai cũng đến là bác sĩ sẽ tạo một cái mí rất to hoặc là một cái mí mà rất là sâu trợn lên, thì như vậy thì ai cũng buồn. Cho nên là mọi người có cái quan tâm là muốn tạo mắt hai mí nhưng mà em tạo muốn cái mí là nhỏ thôi, tự nhiên thôi, thì mọi người yên tâm là mình đến thì mình sẽ được bác sĩ tư vấn thực hiện cái mắt như thế nào là phù hợp với gương mặt của em, phù hợp với sở thích và ngành nghề của em nha. Và đặc biệt có một số trường hợp á là thích mà mắt hai mí to lớn cho đẹp nè, nhưng mà cái khung mắt của mình nó nhỏ quá thì bác sĩ cũng tư vấn là mình cũng không nên thực hiện cái phương pháp đó. Và đa phần thì nếu như mà mình tạo mắt hai mí mà mí to quá thì có một số người sẽ không được đẹp, không được tự nhiên, nhưng mà khi trang điểm lên thì nó lộng lẫy. Thì cho nên bởi vậy đó, nó khi mà cái đặc biệt là cái tạo mắt hai mí nó còn phải phù hợp vào cái ngành nghề, cái sở thích của mỗi khách hàng nha. Thì hiện nay thì phẫu thuật thẩm mỹ lúc nào cũng vậy, các bác sĩ sẽ tư vấn dựa trên các yếu tố. Một là sở thích khách hàng, hai là trên nền tảng gương mặt của mỗi khách hàng để mà tư vấn làm sao cho phù hợp. Cái thứ ba nữa là các cái phương pháp thực hiện như thế nào nha, để mà cho đẹp, mà cho phù hợp và sử dụng được lâu. Thì thường thì mọi người biết tại sao mà bác sĩ Mai hay livestream những cái dịch vụ như thế này không? Bởi vì hiện nay thì các cái dịch vụ làm mắt hay mí là bóc mỡ hoặc là treo chân mày thì có rất là nhiều nơi thực hiện. Nhưng mà vì sao? Bởi vì khách hàng đang xem livestream họ rất là thích những cái dịch vụ tuy đơn giản nhưng mà phải là bác sĩ thực hiện cho mình nha. Thì hiện nay thì cũng là bác sĩ Việt thực hiện dịch vụ tạo mắt hay mí cho khách hàng. Và đặc biệt là thường thì các bạn muốn một cái mí mắt mà đẹp tự nhiên á, thì mình phải tạo cái mí mắt đó cái mức độ cao á, mức cái độ to của mí mắt là nó vừa phải hoặc là nó nhỏ. Cái thứ hai là kỹ thuật khâu,
kỹ thuật khâu mí, tạo mí thì nó vừa thôi, nó không phải là quá sâu. Quá sâu thì nó sẽ làm cho mí mình nó vảnh ngược lên và nó trợn lên, thì như vậy thì khách hàng cũng không thích. Và đặc biệt thì một cái vấn đề nữa là tại sao ở đây có những cái dịch vụ là chỉnh tháo những cái mí to sâu ra để mà tạo mí nhỏ lại cho rất là nhiều khách hàng hiện nay đang bị vấn đề này. Bởi vì mọi người hiện nay mọi người thấy ha, cái việc mà tạo mí á, là có một số người á, là được thực hiện rất là đơn giản, là chỉ có nhấn vài cái mí ở giữa và tạo mí mắt rất là to. Khi mà mình nhìn xuống mí mắt rất là to là một cái, thứ hai là mở lên cũng rất là to, thì như vậy sau 3 tháng 6 tháng mà nó hết sưng rồi á, nó vẫn to và sâu, thì mọi người cảm thấy lúc nào mắt mình cũng buồn ngủ nè, hoặc là có vẻ như là nó trợn trợn vậy đó, nó không có vui. Và khi mà mình trang điểm lên thì mới đỡ được thôi, còn để bình thường thì nhìn rất là kỳ. Hoặc là có những trường hợp là khách hàng cắt mí to quá, họ cảm rất là buồn, cảm thấy gương mặt mình rất là buồn, và đang tìm những cái phòng khám hoặc các bác sĩ là có khả năng để mà chỉnh sửa tạo cái mí mình lại. Thì sẵn livestream này thì mình cũng có nói luôn ha, là những cái trường hợp chỉnh sửa như vậy rất là quan trọng, rất là khó, bởi vì bác sĩ phải tách cơ ra rồi phải lọc bỏ những cái vết sẹo cũ, và làm sao sửa lại cái mí cho nó cân xứng. Cho nên những cái trường hợp sửa đó mà các bạn phải nên cân nhắc, phải chọn những cái bác sĩ có chuyên môn về mắt nào, rồi đã từng tháo những cái mắt đó ra để mà chỉnh sửa lại cho mình, thì như vậy thì nó mới được gọi là an toàn và tốt. Bởi vì mọi người thấy nha, những cái vùng da ở mắt á rất là quan trọng và rất là quý, bởi vì khi mà mình thực hiện những cái vùng ở mắt á mà mình cứ sửa đi sửa lại hoài là nó bị chai á nha, nó bị chai và rất là chỉnh sửa, rất là khó chỉnh sửa. Vì vậy mà mọi người phải, khi mà thực hiện làm đẹp trên gương mặt, mình phải cân nhắc rất là kỹ lưỡng ha, về cái vấn đề chọn phương pháp và sở thích của mình. Mình phải chọn ra một cái sở thích ha, là như thế nào để mình cùng bàn bạc và chọn ra một cái liệu trình, một cái phương pháp nhất định cho chính bản thân mình. Thì bây giờ thì các bạn điều dưỡng á đang vệ sinh mặt lại cho em khách hàng này, cho nên là mình một chút xíu nữa mình sẽ xin phép em khách hàng này á, để mà xem cái kết quả bác Việt thực hiện vừa xong là tạo mắt hai mí như thế nào nha. Che mặt bạn lại phải không? Cái này là cắt full phải không em? Bỏ da bỏ mỡ luôn hả? Có không? Thì đây là một cái trường hợp là bác Việt sẽ tạo mắt hai mí cho một em khách hàng, cắt full là bỏ da ha, và bỏ một ít mỡ thôi. Bởi vì đa phần mọi người thấy bây giờ phụ nữ hoặc tuổi trẻ đó có nhiều khi là thức khuya nhiều, hoặc là do cơ địa thì rất là ít mỡ ở vùng mắt trên, nhưng mà do là nó bị trũng và dư da thì như vậy, và bác sĩ sẽ bỏ cái phần da thôi, bỏ ít mỡ và tạo luôn cái hai mí cho bạn để mà rõ nét ra. Thì như vậy thì mọi người thấy là đó là cũng là một cái phương pháp làm trên từng người, bởi vì không phải ai cũng lấy mỡ, và ở đây cũng đang có tiếp nhận rất là nhiều khách hàng đến để cấy mỡ vào. Tại sao mình đi lấy mỡ xong rồi cái mình tạo hai mí, cái mắt của mình nó bị trũng, bị khuyết, nó mất mỡ đi, nó mất luôn cái phần lõm ở phía trên rất là nhiều, làm cho mắt của mình trở nên hốc hác và già hơn nữa. Thì chính vì vậy thì lại nảy sinh ra cái phương pháp cấy mỡ nữa. Cho nên là mọi người cũng phải cân nhắc bàn bạc với bác sĩ và hỏi cho rõ ràng để mình không phải có những cái kết quả không ưng ý sau khi mà thực hiện nha. Và khi nào thì mình nhấn mí, khi nào thì mình tạo mắt hai mí, thì có thể là bác Mai sẽ làm một cái clip hoặc là sẽ nói sau ha. Bây giờ mình sẽ xem cái kết quả nha. Đây cho chị coi coi cái da hả, da của em khách hàng này
Đây mọi người thấy ha, da rất là nhiều đó chứ, tại vì nó bị teo lại á, bị teo lại. Rồi mắt xinh quá à, không có sưng gì nhiều hết. Em ơi lấy ý kiến cho cô khách hàng xem đi. Nói cô chứ em đâu. Không phải, nó cũng nói chung là như vậy, về em ra em rắc nước đá là nó còn hết nữa, nó còn ít sưng hơn. Vừa ý lắm nha luôn. Chị nhìn là chị thấy rất là đẹp á. Vui Tự nhiên phải không? Vui vẻ. Thấy cái mắt nó vui lên mà to hơn phải không? À, mặc dù là bây giờ nó còn lượng thuốc tê và nó hơi sưng nhẹ, nhưng mà lý do tại sao bây giờ mình thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ lại ít sưng, bởi vì khi mà bắt việc thực hiện thao tác đó, rất là nhẹ nhàng, không làm tổn thương những cái vùng xung quanh nè, và khi mà mỗi lần mà cắt đến đâu thì có những cái tia plasma đốt cầm máu đến đó, cho nên là mọi người thấy là sẽ không có bị chảy máu nhiều, nó không lan tỏa qua những cái vùng xung quanh thì nó sẽ không có bị sưng nhiều. Cho nên về mình cũng không có bị bầm gì nhiều hết, và nó rất là mau hồi phục và rất là mau đẹp. Em ơi, hồi nãy em có nghe bắt việc đốt nghe xèo xèo hôi hôi gì không? À, cái đó là cái dụng cụ á, để mà cầm máu á, cho nên bây giờ mình thấy không có sưng nhiều là do như vậy á ha. Và do thường bắt việc làm cũng rất là nhẹ nhàng, tách rất là nhẹ, cho nên là không có hề bị sưng hay là chảy máu gì nhiều. Cho chị hỏi nha, khi mà mình thực hiện dịch vụ á, mình có thấy khó chịu, hay là bây giờ xong mình có thấy khó chịu hay là gì không em? À, rất là thích hả? Không chích ngừa đúng không? À vậy á hả, không dám chích ngừa. Ngừa gì? Mình đi chích ngừa hay bị bệnh hay Ngừa COVID có chích chưa? tiêm vaccine thì có chứ, nhưng mà nói chung là nó dễ, nó nhẹ nhàng lắm. Đúng rồi. Có nhiều người chích một cái mình biết không, mình biết À cái nhẹ vô họ có biết không, biết họ làm cái đâu chứ rồi, không im lặng mà chưa thấy không, cái rút ra thì nó hơi tê tê nhẹ, nhưng mà nó không bằng con kiến cắn đâu. à thấy không, mọi người thấy không, rất bạn này á là rất là tự tin để mà chia sẻ cái cảm nhận là khi mình vừa làm được. Nhưng mà mọi người đừng có buồn phiền là mình không thấy hết full mặt bạn, mình chỉ cần thấy cặp mắt là mình thấy cũng rất là có hồn rồi. Chính vì vậy mình không thấy gương mặt, cho nên bạn chia sẻ những cái gì rất là thực tế sau khi mà bạn vừa trải nghiệm xong những cái giây phút mà thực hiện tiểu phẫu. Ai mà nghe tiểu phẫu phẫu thuật là cũng rất là sợ, cho nên là mình nghe những cái lời chia sẻ như vậy thì rất là quý. Buổi tối không ngủ được luôn. À, hồi tối là trước khi mà đi thực hiện đó là cái tâm lý là lo sợ không có ngủ được phải không? Nhưng mà khi mà bác may xong rồi thì mới thấy vui. Chứ không biết tâm À. trạng là giờ đẹp không đẹp thì chưa biết nha, nhưng mà trong lòng rất là thấy vui liền. À, nhưng mà bây giờ xem kiến rồi thì thấy vui không? Vui hơn nữa hả? À. À, và bây giờ chị thấy em á là chân mày em đã có phun rồi phải không, thì mình đã có phun chân mày rồi thì em vui lòng em so sánh nha, giữa mà mình tạo mắt hai mí với phun chân mày này á, cái nào nó đau hay là nó đau bằng nhau? Chân mày nó đau với môi nó đau, Ừ. còn là mắt nó nói chung không có đau. Lý do em biết làm sao mà nó không đau không, mà ai cũng nghĩ là phun xăm là không đau bằng phẫu thuật. Em cũng không biết nữa, nói chung là thấy À, nó như vậy thì bác Mai sẽ giải thích cho mình nghe nha. À, cái chân mày á, với cái môi á, là người ta thường người ta ủ tê cho em, người ta ủ tê khoảng 30 phút vậy đó, rồi xong người ta làm thì cái thường á, thì nó sẽ có giảm cái cảm giác đau đi, chứ nó không có phong tỏa được hết những cái cảm giác đau ở vùng đó. Cho nên là chính vì vậy á, thì khi mỗi cái lần kia mà em dặm em đi hết cái chân mày á, thì em nghe nó châm chích hoặc nó nghe nó hơi rát nhẹ. Còn bây giờ đó là khi mình tiêm tê á, là thuốc tê nó thấm vào trong da thịt mình luôn, nó vô cái từng lớp sâu luôn rồi, thì nó sẽ không có cảm giác mà bị đau nữa ngay cái vùng đó, và nó kéo dài lâu hơn, nó kéo dài đến 8 tiếng đồng hồ. Cho nên khi mình đi về mình cũng không đau, và như vậy á, thì mình uống sau đó mình uống thuốc kháng sinh kháng viêm về giảm đau thì như vậy là mình không đau luôn sau khi làm. Như vậy thì khi mà phẫu thuật những cái tiểu phẫu này mà có chích tê tại chỗ á, nó chỉ đau nhẹ cái mũi đầu tiên như kiến cắn phải không? À, cái Không, khô tiếng trắng. à như cái mũi đầu tiên như vậy thì bác Việt rất là ưu ái cho mình, là bác Việt thứ nhất là bác Việt sử dụng cái đầu kim rất là nhỏ, cho nên là khi mà bác Việt tiêm một cái mũi đầu tiên em nghe rất là nhẹ nhàng, giống như là mình phun xăm một mũi vậy đó. Rút tiêm vô nó không có đau, nó không có gì á, nhưng mà Ừ. lúc mà khi mình rút ra nó hơi tê tê tại vì có thuốc rồi nó không gì. À đúng rồi, tại vì cái thuốc tê thì tiêm vô nó hơi buốt nhẹ một chút vậy thôi. Chỉ có hút đó không? À, nhưng mà chỉ cái khúc là cái mũi đầu tiên thôi nghe mọi người, tại vì khi cái mũi đầu tiên mà thuốc tê nó vào rồi á, thì nó sẽ tê và nó lan tỏa cái vùng đó, thì mình chích những cái điểm tiếp theo là mình không bị đau nữa. Chị, với À. lại
nhỏ em nó nói là bác sĩ mát tay lắm. À bác này mát tay thiệt. À bác mát tay hả? Bác dùng rất là nhẹ nhàng và bác có cái kỹ thuật chích để mà từ từ thì mình không đau, cho nên là mọi người cảm thấy là bác rất là mát tay, bác làm rất là nhẹ nhàng ha, rất là tỉ mỉ và hầu như là ai cũng nói bác Việt, thậm chí như những cái ca lớn như ngực hay gì đó thì cũng vậy thôi, các bác làm rất là tỉ mỉ nhẹ nhàng. Và cho chị hỏi một câu nữa thôi nha, vì sao mà mình chọn bác Việt để thực hiện dịch vụ cho mình vậy em? Tại vì em ruột của em nó làm rồi, mấy năm trước á. Rồi xong cái em nói là em đi cắt mắt, thế là em xem nhiều chỗ rồi. Tại vì em cũng sửa mũi chỗ, em có chỗ khác không rồi. Em xem rồi, chân mày với mơ cũng đi làm, cũng nhiều chỗ, nói chung là làm chỗ cũng có thương hiệu của nó. Thế xong cái em bé em nói là bác này á, rất là mát tay. Nếu mà sợ đau á thì chọn bác này đi. Với lại em thấy cái mí mắt của con gái em nó nhìn đối với em là nó đẹp, nên là em tự tin ở đây, nên là em chọn ở đây. Nó đẹp là nó đẹp cái dạng mà nó vừa vặn, nó tự đúng nhiên rồi. Phải không? Thế mà nó bận rõ vô, mí phải không? Đúng rồi, nhìn vô thấy là nó khác cái nào đó. Cho nên em buộc mình làm, mình phải tin cái tưởng là nó biết cái tâm lý là em sợ đau á. Như vậy là như vậy nè, là em đã thấy người thân mình làm rồi, phải không? Người thật việc thật rồi. Nhưng mà cái mí của em á là nó có to quá không? Nó có bị trợn không? Bởi vì em biết không, bây giờ hiện nay rất là nhiều người làm mí mắt nhưng mà mí rất là to và rất là trợn và cảm thấy làm mắt xong thấy mặt nó rất là dữ. Với lại chị biết không, em gái em là nó làm chỗ khác nó bị hư qua đi sửa. Làm bị hư rồi qua đi sửa hả? Vậy là em gái em mắt bị hư xong qua đây sửa lại và em thấy đẹp tự nhiên đó, cho nên em mới làm. Thì cũng rất là trân trọng, bởi vì cái câu hỏi này em nó sẽ là những cái gì chia sẻ, bởi vì hiện nay rất là nhiều quảng cáo, cho nên là khách hàng nghe theo lời quảng cáo thì có nhiều khi là cũng không phải là chính xác lắm. Còn cái này là cái ngành làm đẹp thì người thật việc thật á, và mình đã thấy được người thân mình trải nghiệm rồi và có cái kết quả tốt thì mình đến thực hiện, cho nên là chị cũng thường hay hỏi khách cái câu hỏi này, và để cho khách chia sẻ những cái gì mỗi người là một cái case thực tế, một cái trường hợp thực tế á, thì như vậy thì khách rất là thích ha. Cảm ơn em rất là nhiều cái sự chia sẻ của mình nha. Rồi cảm ơn tất cả các khách hàng đã theo dõi livestream và nghe được cái lời chia sẻ của cái chị khách hàng này. Để mình nãy giờ chị livestream video không, chị đang livestream với em cho nên nhưng mà đừng lo, mình đâu có thấy mặt mình đâu. Nhưng mà rất quý, người thật việc thật, chị không có quay nhiều ha. Cảm ơn em nha. Cảm ơn tất cả các khách hàng.